Lee Jae-yong, người kế vị nắm giữ vận mệnh Samsung trong kỷ nguyên mới. Tại Hàn Quốc, Samsung chính là một trong những tập đoàn lớn nhất, quyền lực nhất và ảnh hưởng nhất đến sự phát triển của đất nước. Vậy nên sau khi cố chủ tịch Samsung, ông Lee Kun-hee qua đời, câu chuyện thừa kế được dư luận hết sức quan tâm. Người kế nhiệm được kỳ vọng lớn nhất chính là Lee Jae-yong, hay còn được biết đến với tên gọi là JYLee, con trai duy nhất của cố chủ tịch. Khác với phong cách lãnh đạo quyết liệt của người cha Lee Kun-hee, Lee Jae-yong có phong cách lãnh đạo đầy cởi mở, hứa hẹn mở ra một kỷ nguyên mới cho Samsung. Thế nhưng đường đến ghế chủ tịch của Lee Jae-yong đầy rẫy khó khăn trước mắt cần giải quyết. Tất cả những gì mà Samsung muốn là những gì tạp chí Fortune từng nhận định về ông Lee Jae-yong, con trai duy nhất của cố chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun-hee. Ông Lee Jae-yong sinh ngày 23 tháng 6 năm 1968. Ông còn được biết đến với tên gọi là JYLee. Bản thân ông cũng thường được truyền thông xứ Hàn gọi với biệt danh là Thái tử Samsung hoặc Người kế thừa Samsung. Theo bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes 2020, Jae-yong là người giàu thứ tư Hàn Quốc, khối tài sản là 6,7 tỷ đô. Forbes cũng từng xếp hạng ông cùng với chủ tịch Lee Kun-hee là người quyền lực nhất Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp Đại học Quốc gia Seoul và nhận bằng thạc sĩ tại Nhật Bản, Lee Jae-yong học tại trường kinh doanh Harvard trong 5 năm trước khi gia nhập Samsung. Thái tử Samsung thông thạo tiếng Anh và tiếng Nhật và có mối quan hệ khắp châu Á và phương Tây. Lee bắt đầu làm việc tại Samsung vào năm 1991. Ông bắt đầu với chức vụ trưởng phòng kế hoạch và chiến lược và sau đó là chánh văn phòng phụ trách chăm sóc khách hàng, một vị trí quản lý tạo ra để dành riêng cho Lee. Triển vọng làm lãnh đạo tương lai cho tập đoàn này trở nên mơ hồ khi cha ông từ chức chủ tịch do trốn thuế. Tuy nhiên, trong tháng 12/2009, hy vọng kế nhiệm lại hồi sinh khi Jae-yong trở thành giám đốc điều hành của Samsung Electronics. Ryoyo Yoshikawa, một kỹ sư phần mềm của Samsung kể rằng, vào thời điểm ông Jae-yong làm việc chính thức tại Samsung hồi 2001, ông ngồi giữa các bàn thư ký của từng công ty con. Họ giúp người thư ký tìm hiểu mọi ngóc ngách của tập đoàn. Ryoyo Yoshikawa gia nhập Samsung vào năm 1994. Anh có cơ hội chứng kiến quá trình Jae-yong phát triển từ một sinh viên đại học những năm 90 thành một giám đốc điều hành trẻ. Jae-yong lần lượt nắm hàng loạt các vị trí, từ giám đốc khách hàng, giám đốc điều hành cho đến phó chủ tịch Samsung Electronics vào 2012 theo Bloomberg. Greg Tarr, cựu chuyên gia phân tích công nghệ của Deutsche Bank AG, kể rằng ông Jae-yong từng đại diện cho Samsung để đàm phán với Steve Jobs, tổng giám đốc Apple khi ông còn sống. Lúc Steve Jobs mất thì Apple chỉ mời một giám đốc duy nhất của Samsung dự lễ tưởng niệm ông, người đó là Jae-yong. Đến nay, Jae-yong vẫn là mắt xích chủ chốt trong mối quan hệ giữa hai đế chế công nghệ hàng đầu thế giới. Ông có quan hệ tốt với tổng giám đốc Tim Cook của Apple và ông Jeff Williams, giám đốc quản lý chuỗi cung ứng và thu mua toàn cầu của Apple. Giới công nghệ ở thung lũng Silicon, nơi hàng trăm lập trình viên Samsung đang phát triển phần mềm điện thoại thông minh, cũng kính trọng Jae-yong. Greg Tarr kể rằng, ông đã gặp ông Jae-yong trong một bữa tiệc năm 2002 ở Seoul. Vị chuyên gia công nghệ không nhận ra người nói chuyện với ông là Jae-yong cho đến khi họ trao đổi danh thiếp. Nhiều nhân viên trong Samsung cho rằng sự trầm lắng điềm đạm của thái tử che giấu quyết tâm vững vàng bên trong. Theo họ, chính tính cách này sẽ giúp Samsung giữ vị trí hàng đầu toàn cầu về truyền hình, chip nhớ, màn hình phẳng và điện thoại thông minh. Những người từng tiếp xúc với phó chủ tịch Samsung đều nhận xét ông là người thân thiện và giản dị. Một cựu nhân viên Samsung kể rằng thái tử thường đi một mình, không quá chú trọng vào ăn mặc và nhiệt tình chào hỏi mọi người. Ông Jae-yong còn yêu cầu nhân viên không phải cúi đầu chào 90 độ tại trụ sở chính Samsung. Tăng cường quyền lực, đương đầu thách thức. Một cách từ từ, gia đình họ Lee dần dần thay đổi để tăng trách nhiệm và quyền lực cho Lee Jae-yong khi ông được bổ nhiệm làm phó chủ tịch Samsung vào năm 2012. Tuy nhiên, 2 năm sau đó, khi tập đoàn đang phát triển hùng mạnh, gia đình Lee đối mặt với biến cố bất ngờ. Ông Lee Kun-hee phải nhập viện sau một cơn đau tim và mất khả năng làm việc ở độ tuổi 72. Kế hoạch kế vị bắt đầu sớm hơn nhiều so với dự kiến. Cũng từ đây, thái tử Samsung nắm giữ vai trò người điều hành tập đoàn trong bối cảnh nhiều thách thức ập đến. Đầu tiên là việc chính phủ Hàn Quốc cấm sử dụng hình thức sở hữu cổ phần chéo và áp dụng chính sách ưu đãi thuế để các công ty tái cấu trúc nhằm nâng cao tính minh bạch và quản trị doanh nghiệp trong các chaebol, tập đoàn gia đình. Tình hình ngày càng căng thẳng hơn khi chính phủ của Tổng thống Park Geun-hye sụp đổ,
khi bà Park bị cáo buộc quá thân với một số chaebol, trong đó có Samsung. Đầu năm 2017, gần 2 năm sau khi trở thành nhà lãnh đạo không chính thức của Samsung, ông Lee Chae-yong bị buộc tội hối lộ Tổng thống Park và các cố vấn để được phép sáp nhập hai công ty con của Samsung nhằm bảo vệ quyền kiểm soát của gia đình Lee đối với đế chế và tránh khoản thuế thừa kế khổng lồ. Bê bối đó trở thành bão truyền thông ở Hàn Quốc. Trong phiên tòa thế kỷ cùng năm, ông Lee Chae-yong bị buộc tội hối lộ, biện thủ và khai man với mức án 5 năm tù. Nhưng sau khi thụ án gần 1 năm, ông được thả nhờ kháng cáo và được giảm án. Tất cả những điều này có thể xem là những phép thử cho người lãnh đạo trong tương lai của Samsung, và ông đã chứng tỏ khả năng vượt qua bão tố khi tiếp tục đưa tập đoàn gia đình phát triển. Con đường nối ngôi không đơn giản. Dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Lee Kun-hee, Samsung Electronics Co. đã trở thành một cái tên nổi tiếng trên toàn thế giới với TV màn hình phẳng và những chiếc điện thoại thông minh bóng bẩy. Chương đó khép lại đối với gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc vào ngày 25 tháng 10, 2020, sau sự ra đi của chủ tịch Lee. Giờ đây, áp lực đặt lên vai người kế nhiệm Lee Chae-yong trong việc tạo dựng một kỷ nguyên mới cho Samsung. Tuy nhiên, việc tiếp quản tập đoàn khổng lồ này chắc chắn không suôn sẻ, và ông Lee Chae-yong có thể phải chờ lâu hơn để ngồi vào chiếc ghế cao nhất tại Samsung. Thứ nhất, ông Lee đang vướng vào các cáo buộc hối lộ và làm giả sổ sách nhằm giúp cuộc chuyển giao quyền lực diễn ra êm đẹp. Dù phủ nhận mọi hành vi sai trái, ông Lee vẫn đối mặt với khả năng quay lại tù lần nữa nếu bị kết án. Vì thế, Samsung phải trì hoãn việc bổ nhiệm ông Lee vào ghế chủ tịch Samsung Electronics. Tất nhiên, trong giai đoạn này, ông Lee với tư cách phó chủ tịch vẫn có quyền đưa ra quyết định chiến lược sâu rộng cho tập đoàn. Thứ hai là những thủ tục liên quan đến chuyện thừa kế. Cố chủ tịch Lee Kun-hee, người giàu nhất Hàn Quốc, sở hữu khối tài sản ròng hơn 20 tỷ đô la Mỹ, trong đó phần lớn là cổ phần của ông trong Samsung. Luật của Hàn Quốc quy định mức thuế lên tới 60% đối với cổ phiếu thừa kế từ các cổ đông lớn và mức thuế lên tới 50% đối với bất động sản và các tài sản thừa kế khác. Theo đó, nhà họ Lee có thể phải đóng số thuế thừa kế lên tới 10 tỷ đô, và đây sẽ là hóa đơn thuế thừa kế lớn nhất từ trước đến nay ở Hàn Quốc. Hầu hết các chaebol lựa chọn trả thuế bằng tiền mặt thay vì cổ phiếu để duy trì quyền lực. Nhưng với khoản tiền khổng lồ như vậy thì quả thực là một bài toán khó. Theo các chuyên gia, dù còn nhiều trở ngại, song việc nối ngôi của thái tử Samsung chỉ là chuyện sớm muộn. Samsung không muốn có bất kỳ một sự thay đổi lớn nào khác, bởi tập đoàn này đang đối mặt với một loạt thách thức từ đối thủ cạnh tranh mới nổi, cũng như việc xây dựng chiến lược dài hạn. Để chuẩn bị tốt cho tương lai lãnh đạo tập đoàn một cách danh chính ngôn thuận, Lee Chae-yong sẽ phải chứng tỏ được rằng ông có thể quản lý đế chế Samsung và đưa nó lên một kỷ nguyên hậu Lee Kun-hee. Tương lai nào cho Samsung? Quay trở về thời gian khi đảm nhận vị trí phó chủ tịch Samsung trong thời điểm tập đoàn đang gặp khó khăn, Lee Chae-yong đã ghi nhiều điểm cộng khi thực hiện các cuộc cải tổ lớn. Những lãnh đạo thiếu năng lực sẽ bị thuyên chuyển sang vị trí khác hoặc bị sa thải. Đồng thời, ông tập trung vào các thương vụ sáp nhập và bán các mảng kinh doanh không hiệu quả như trong lĩnh vực hóa chất và quân sự. Bên cạnh đó, phó chủ tịch của Samsung chọn phân khúc ô tô thông minh tự lái là một trong những mảng phát triển mũi nhọn tiếp theo. Các nhà phân tích nhận định hành động này là một bước đi đúng hướng, sẽ tiếp thêm cơ hội cho lĩnh vực điện thoại di động đang mất đà và củng cố cho sự phát triển bền vững của Samsung. Trên khía cạnh kinh doanh, việc củng cố các chiến lược toàn tập đoàn trong thời kỳ hậu đại dịch Covid-19 và tìm ra các động lực tăng trưởng trong tương lai là sứ mệnh của Thái tử Chae-yong trên cương vị mới. Tính đến năm 2020, Samsung hiện sở hữu 59 công ty thành viên, hoạt động trong hầu hết các lĩnh vực kinh doanh như điện tử, xây dựng, đóng tàu, tài chính và thậm chí cả công viên giải trí. Các nhà quan sát trong ngành kỳ vọng, dưới thời ông Lee Chae-yong, Samsung sẽ nới rộng khoảng cách với đối thủ bằng việc đẩy mạnh các thương vụ đầu tư và mua bán sáp nhập lớn trong tương lai. Trong những năm gần đây, ông Lee Chae-yong bắt đầu gia tăng sự hiện diện và quyền lực tại tập đoàn. Chẳng hạn, hồi 2018, ông được tăng nhiệm kỳ chủ tịch tại tổ chức phúc lợi công Samsung Life thêm 3 năm. Ông Lee Chae-yong đã đảm nhiệm vị trí này sau khi ông Lee Kun-hee nhập viện. Trước đó, giới quan sát đồn đoán tổ chức này sẽ không tăng thêm nhiệm kỳ chủ tịch cho ông Lee Chae-yong sau khi thái tử bị bắt và tuyên án 5 năm tù với nhiều tội danh. Tuy nhiên, thì phiên tòa phúc thẩm hồi tháng 2, 2018 đã xóa bỏ nhiều tội danh và trả tự do cho ông Lee.
Tháng 9 năm 2020, Samsung tuyên bố Phó Chủ tịch Lee Jae-yong đã đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các hoạt động kinh doanh mới và mối quan hệ với khách hàng và đối tác toàn cầu. Tập đoàn cũng nhấn mạnh vai trò của ông Lee trong thỏa thuận 5G với tập đoàn viễn thông KDDI của Nhật vào 2019, bất chấp quan hệ song phương ngày càng xấu đi. Chưa thể khẳng định rõ định hướng chiến lược sắp tới của Samsung ra sao và Lee Jae-yong có thể làm gì để thoát khỏi vầng hào quang của cha mình để lại. Nhưng nếu quyết tâm để được công nhận là lãnh đạo của một công ty toàn cầu hàng đầu, người kế vị này có thể tạo nên kỷ nguyên mới cho Samsung. Cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Năm 1998, cả nước Hàn Quốc xôn xao trước đám cưới thế kỷ của người thừa kế tập đoàn Samsung Lee Jae-yong và ái nữ tập đoàn thực phẩm Daesang Im Se-ryung. Đây là một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, khi Samsung là tập đoàn Chaebol quá nổi tiếng, Daesang cũng là tập đoàn thực phẩm lớn nhất nhì Hàn Quốc. Sánh đôi với thái tử Samsung, Im Se-ryung sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, thành tích học tập đáng nể. Bà có hai tấm bằng cử nhân tại Đại học New York và Đại học Yonsei. Hơn hết, cuộc hôn nhân này sẽ giúp cả hai gia đình đạt được tham vọng của mình. Samsung sẽ lấn sân sang ngành thực phẩm, còn Daesang sẽ củng cố được quyền lực sau cuộc liên hôn. Chính vì thế, năm 1997, cặp trai tài gái sắc đã được gia đình hai bên sắp xếp gặp mặt trước khi Lee Jae-yong lên máy bay sang Mỹ tiếp tục du học. Tháng 6 năm 1998, lễ cưới thế kỷ diễn ra. Hôn lễ này đã thu hút sự chú ý ngay từ đầu bởi gia đình hai bên vốn là những đối thủ cũ trong lịch sử kinh doanh của Hàn Quốc. Mối quan hệ của hai gia tộc có thể được mô tả ngắn gọn trong bình luận của người sáng lập Samsung, ông nội Jae-yong, Lee Byung-chul. Có ba thứ nằm ngoài tầm với và kiểm soát của tôi, đó là con cái, Golf và Miwon. Miwon là sản phẩm bán chạy nhất của Daesang. Truyền thông Hàn Quốc mô tả lễ cưới của cặp đôi như hôn lễ hoàng gia với sự góp mặt của những nhân vật quyền lực nhất nhì giới chính trị, tài chính Hàn Quốc thời bấy giờ. Sau lễ cưới, cuộc hôn nhân nhanh chóng rơi vào vòng bí mật bởi cả Lee Jae-yong và Im Se-ryung đều là người rất kín tiếng. Cặp đôi có với nhau hai người con, một trai một gái. Những người thân cận thái tử Lee chia sẻ với truyền thông rằng ông là người hiền lành, thân thiện, giản dị và luôn dành thời gian cho con cái của mình. Tuy nhiên, sau 11 năm chung sống đến năm 2009, bà Im Se-ryung đã bất ngờ đệ đơn ly hôn, yêu cầu quyền nuôi dưỡng hai con và 500 tỷ won tiền cấp dưỡng. Một tuần sau đó, đôi bên đã đạt được thỏa thuận về việc ly hôn, quyền nuôi con và phân chia tài sản. Luật sư đại diện của Lee Jae-yong cho biết con cái sẽ do ông nuôi dưỡng và từ chối tiết lộ chi tiết thỏa thuận. Có tin đồn cho rằng ông Lee đã phải chi kha khá tiền cho vợ cũ để giành được quyền nuôi con. Vụ ly hôn có thể là một đòn giáng mạnh vào người thừa kế Samsung do tổn thất tài chính. Nó cũng ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình kế nhiệm của ông. Truyền thông Hàn Quốc cho biết vì lá đơn ly hôn này mà ông Lee phải từ bỏ các cuộc họp quan trọng ở nước ngoài, hủy một cuộc hẹn chơi golf với ngôi sao Choi Kyung-chul tại Mỹ. Sau khi ly hôn, Im Se-ryung hẹn hò với tài tử Lee Chung-jae. Về phần mình, ông Lee Jae-yong vẫn dồn tâm huyết cho tập đoàn Samsung và việc nuôi dạy con cái. Ông từng bị lên án chạy trường cho con trai cả vào năm 2013, sau đó phải lên tiếng xin lỗi trước truyền thông. Đây là cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối tiêu biểu của tài phiệt Hàn Quốc. Trai tài gái sắc hợp nhau về ngoại hình, học vấn cho đến gia thế, nhưng cuối cùng vẫn kết thúc bằng tờ đơn ly hôn. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!